Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình Thời sự tối nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 NQTVK của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTVK ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu kết luận hơn 20 phút tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức sáng nay ngày 18 tháng 7 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh 8 nội dung quan trọng là cơ sở thực tiễn để các cấp ngành, địa phương vận dụng trong triển khai thực hiện các giải pháp, mục tiêu, xây dựng, phát triển văn hóa con người Gia Lai, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 17 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Gia Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 33, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tỉnh đã cơ bản thực hiện có hiệu quả 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp được nêu trong nghị quyết 33 và chương trình 77 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, những điển hình, nhân tố mới, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Các ý kiến thảo luận và các bài tham luận đều tập trung làm rõ thêm, đánh giá sâu sắc hơn những kết quả đạt được sau 10 năm triển khai nghị quyết 33, đồng thời kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Ủy ban tỉnh cũng đã tham mưu để triển khai các cái nhóm vấn đề lớn trong thời gian vừa qua. Có 3 cái chương trình lớn đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đó là cái đề án về bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, trong đó có cồng chiêng. Cái đề án thể thao thành tích cao. Cái chương trình thứ 3 đó là xác định văn hóa trở thành cái nguồn lực kinh tế để mà trở thành cái sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Gia Lai của chúng ta. Tồn tại của chúng ta đó là cái con người và cái công tác quản lý văn hóa. Thì tôi xin báo cáo rõ thêm theo ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực. Thì có một số địa phương thì phòng văn hóa là chỉ có 3 người thôi. Đến tới tuyến xã thì báo cáo với các đồng chí là văn hóa, lao động, thông tin truyền thông, một công chức. Trong thời gian đến thì cũng sẽ tham mưu một cách là hiệu quả hơn. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, các tập thể cá nhân đã đạt được trong quá trình triển khai nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chương trình số 77 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng lưu ý các cấp, ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa, gia đình, con người Gia Lai vừa mang đặc trưng chung của con người Việt Nam, vừa thể hiện rõ bản sắc riêng về văn hóa con người Gia Lai. Phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua học tập lao động sáng tạo, xây dựng gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng bộ tiêu chí bình xét vinh danh nhằm tôn vinh công dân Gia Lai tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thi đua trong học tập, lao động, công tác, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cách mạng, khai thác bảo tồn và tôn tạo các giá trị truyền thống tiêu biểu gắn với phát triển du lịch, phát triển thể dục thể thao quần chúng, chú ý xây dựng văn hóa trong từng cơ quan, trong từng đơn vị. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật kỷ cương. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chỉ đạo các cấp ngành sau hội nghị Trung ương và kết luận của Trung ương thì các ngành của tỉnh nghiên cứu đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một chương trình mới thay thế chương trình 77 để triển khai phù hợp với thực tiễn đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 18 tháng 7, tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku, tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 CTTVD ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các đồng chí Ra Lăng Chung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Văn Chí, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của nhà nước để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống. Đến nay, tín dụng chính sách đã triển khai đến 100% các xã trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Ra Lan Trung ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy cũng nêu rõ, Gia Lai là tỉnh còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Do đó, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong toàn tỉnh cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phát huy hơn nữa hiệu quả, đưa tín dụng chính sách xã hội lan tỏa sâu rộng, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Dịp này, 12 tập thể và 13 cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác phối hợp và triển khai thực hiện chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam khen thưởng. Chiều nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Hải Dương. Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chiều nay ngày 18 tháng 7, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Hải Dương do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn. Dự buổi tiếp về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh, A Dương Hợp Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã giới thiệu, chia sẻ một số thông tin về kinh tế xã hội của địa phương mình, giới thiệu thông tin khái quát và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, ưu thế đặc trưng của tỉnh là lĩnh vực nông nghiệp, có cộng đồng các dân tộc anh em với đời sống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh trong khu vực khá thuận lợi. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai có nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng. Với tiềm năng, thế mạnh đó, tỉnh Gia Lai xác định xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với văn hóa du lịch. Tại buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng giới thiệu một số nét khái quát về hệ thống chính trị của tỉnh. Thay mặt đoàn công tác tỉnh Hải Dương, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thịnh tình của tỉnh Gia Lai. Qua buổi tiếp và làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đánh giá cao thông tin trao đổi giữa hai địa phương và mong muốn có cơ hội hợp tác để cùng phát triển trong thời gian tới. Sáng nay ngày 18 tháng 7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Ra Lăng Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Dương Ma Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công an tỉnh đã thực hiện đồng bộ hiệu quả vai trò tiên phong và thường trực trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Đến nay đã duy trì làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đạt 99%. Bên cạnh nhấn mạnh những kết quả đạt được, đồng chí Thiếu tướng Ra Lan Lâm đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra các giải pháp cụ thể để quyết liệt triển khai
nhằm tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2024. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 1929, ngày 28 tháng 7 năm 2024, sáng nay, 18 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo với chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở. Với gần 20 bài phát biểu tham luận, hội thảo đã tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích thực trạng về nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn cơ sở hiện nay. Đề xuất cụ thể việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn trong các điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời chia sẻ những mô hình, những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc công đoàn viên chức tỉnh trong tình hình mới. Qua 5 năm triển khai Nghị quyết số 09 ngày 3 tháng 7 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay toàn tỉnh Gia Lai đã phát triển và có gần 7.800 ha cây dược liệu, tăng hơn 6.800 ha so với năm 2020. Trong đó, cây dược liệu dưới tán rừng gần 650 ha, cây dược liệu trồng trên đất nông nghiệp gần 7.150 ha, các loại cây dược liệu trồng trên đất nông nghiệp phân bố hầu hết ở các địa phương trong tỉnh và nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.